Tại cái bài lab của mình nó sẽ liên quan đến các cái dịch vụ offline file Đấy, như vậy trên chúng ta Win cũng đã 10 làm và xong trong Win cái bài 11. Mà bài mấy cái lập dịch tự vụ kiện. này của Win 10 thì nó đã Trong tắt cái phần mà một log số on, cái dịch log vụ off của nó. script, chúng Tại ta vì có thể thường trước khi mà log nó on cung thì cấp chúng cho ta người sẽ dùng khi cái mà nhân user nhiều đăng hơn nhập vào chúng ta đưa một cái message thông là báo quản trị là mạng. chào mừng các bạn Tại đã vì đa gia số nhập các thế vào hệ phần mềm sau gì này đó. thì mọi việc Rồi chúng khi ta mà đang người làm log trên on cloud là thì nhiều. khi log off thì Cho sẽ nên là cần những thực cái hiện tính năng quyền này hoặc là của yêu Win 10, cầu Win ghi 11 sơ nó tắt file hết. lưu dữ liệu trước Vậy khi để mình quét. mở lại Đấy, được cái như group vậy rất là nhiều policy cái thì mà các chúng ta bạn có thể sẽ có một làm. cái trang, tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn. Hoặc là chúng ta làm một vài cái À, các script bạn sẽ copy cái khi đoạn mà code user này, log on copy đoạn cũng code. chạy script luôn, Sau đó chạy thì chương trình luôn các bạn tạo một cái thì file user notepad log on ha, thì tắt chương cái trình file test như á, vậy. bạn Nhưng mà tạo bạn bây bằng giờ cái đang trình làm ở đâu notepad, vậy? sau đó Có thì phải là bạn đơn lưu giản nhất lại là bằng vậy? cái đuôi là Rồi chúng BAK ta tạm dừng ở câu T, không sau phải là T, chúng BAK ta nhé, sẽ làm bài BAK là này. backup, Tí nữa còn thời gian thì chúng BAT ta sẽ làm là các file phần path. của Wata. Rồi các bạn sẽ ra ổ đĩa của chúng ta. Giả sử là bạn sẽ lưu trong thư mục của các bạn là document đi. Hoặc document. Các bạn nêu cho thầy một cái file text. Và bạn chọn là enable group policy. Như vậy thì bạn sẽ chọn enable cái group policy này lên. Đây, đổi cái chỗ này tí xíu. Chỗ này nó có cái đuôi là TXT. Chú ý cái đuôi nhé. Chú ý cái đuôi. Bạn đang sử dụng cái đuôi TXT là test document. Nếu như bạn nhìn thấy cái đuôi chấm doc chấm pdf thì bạn mới đổi được. Còn nếu như mà nó không hiển thị đuôi mà bạn chấm txt vô thì cái chữ txt đó nó thực chất là cái tên file, không phải là cái đuôi. Và cái này là của môn học trước, mình mở hay tắt để mình nhìn thấy cái đuôi là mình biết cách mở hay tắt rồi, đúng không? Nhìn thấy phần mở rộng của file á là mình đã học ở môn trước rồi. Và bạn đổi lại thành là BAT. Enter. Nó hỏi là có muốn đổi không? Đổi. Thì cái file của mình nó có thành cái dấu bánh răng nè. Các bạn chọn edit, mình chưa có nội dung. Cho nên là các bạn chọn edit cái đã. Tại vì mình chưa dán nội dung vô. Đây các bạn chọn edit và mình dán cái nội dung vô, lưu cái file này lại. Bây giờ trước khi mình chạy cái file này, mình gõ cái lệnh là g b e edit.msc, g b edit.msc, enter. Nó bảo là không mở được. Nó bảo là không mở được. Rồi. Mình sẽ chạy cái file này. Run admin. Nó sẽ enable cái group policy lên cho mình.
chạy hơi lâu ha. Các bạn lên shop tự coi có thấy được cái file giống thầy không, cái trang giống thầy không? Enable Rub Policy trên Win 10, Win 11. Chạy lâu ta. Rồi cài đặt xong ha, nó yêu cầu mình nhấn một phím để tiếp tục. Rồi sau khi cài đặt xong các bạn thử vô lại mình Rub Policy GB Edit. Ok. Rồi nó để cho mình mở được lên cái Rub Policy. Được chưa nào? Đó, như vậy cái đoạn video này cho phép các bạn enable lại cái Rub Policy trên cái máy của mình. Cái này nó quản trị cái hệ thống máy của mình đó các bạn. Nhưng mà đối với lại Win 10 thì nó tập trung vào cá nhân nhiều hơn. Cho nên nó tắt hết tất cả những cái dịch vụ mà trước đây Win 8 được có. Rồi nếu như các bạn muốn thì các bạn phải cài đặt lại. Hả? Thì cái này nó sẽ cấu hình cho mình rất là nhiều thứ ở trong này.